Chào tất cả mọi người lại đến với video em nhé. Thì hôm nay thì em có ra bãi gỗ, thì em đang nói chung thì dịp này thì nó cũng cận Tết rồi, thì em đang đi tìm gỗ để bắt đầu làm những sản phẩm tốt chất lượng to khủng cho mọi người. Đây này, nguyên một vườn bãi gỗ luôn, đó, rất là nhiều luôn. Nên em thấy nhìn thấy này. Hiện tại như các cây em đang đứng này. Cây em đang đứng này chắc nó phải cao, chiều rộng nó chắc phải 6 mét. Anh em nhìn thấy nè, rất cao luôn. Bên đây cũng vậy nè, bên đây nó cũng cao tầm rộng tầm khoảng, nếu mà bổ ra thì chắc cũng tấm này, chắc những cái cây này bổ ra chắc tấm nó cũng phải rộng tầm 6 mét. Đó, 5 đến 6 mét nè. Những cái tấm này thì những cây này thì chắc là em không đủ điều kiện để làm, vì những cái cây này thì giá trị rất là cao. Đợt này ra thì gỗ rất là nhiều, nhưng mà mua thì rất là khó luôn, vì đợt này thì giá thành cây rất là cao, nên là mua hàng thì cũng phải lựa chọn nó cũng rất là khó luôn đó. Giờ mà mua mà chúng phải cây xấu mà giá thành cao thì về làm nó sẽ, nói chung là chi phí nó sẽ không có được thuận lợi này nhá. Này, nói chung thì trong nay mai thì em bắt đầu là em chuẩn bị sẽ cây, thì em đã chốt được một cây rồi, đường kính là rộng 22-23 đó. Đấy là chiều to nhá, chiều nhỏ thì 178 vẫn có rất là nhiều nhá. Anh em mà nếu mà muốn đặt hàng thực tế lúc sẽ thì có thể liên hệ từ cái số Zalo là 0338 ngày cản mà. Anh em thấy, nhìn thấy ngày cản này. Đây, như cái cây đang quay này. Cây đang quay này thì đường kính nó chắc nó rộng phải tầm 5 đến 6 mét. Đó, rộng 5 đến 6 mét. Cây đang đứng này thì nói chung thì rất cao luôn. Đó. Đó, còn như cây ngay chỗ hai anh em đang đứng thì nói chung nhìn nó nhỏ hơn cây này gấp tức gấp 7 gấp 8 lần. Mà anh em thấy là nó cũng đã to rồi. Còn gỗ này, gỗ nguyên một bãi luôn. Đây. Anh chị mà nếu mà quan tâm sản phẩm về gỗ nha, thì có thể là theo dõi tầm khoảng mai, tầm mốt ngày mốt là bắt đầu em sẽ thì em sẽ quay trực tiếp cho anh em xem. Thì anh em nào nếu mà quan tâm thì cái bạn qua Zalo là 0333388779 nhé, để em sẽ quay video trực tiếp cho anh em nhé. Rồi, xin kết thúc video ở đây nhé.